Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đã có mặt tại cầu huyền thoại Trống Trơ sau một ngày nghỉ ngơi. Như cái tập phim hôm trước thì các bạn cũng đã biết là anh em cùng với bà con đã đổ bê tông đến 2 giờ sáng. Và cả ngày hôm qua thì mình nghỉ, bà con cũng cho bà con nghỉ, không làm gì cả, mệt quá. Mình ngủ đến tận trưa luôn, 4 giờ sáng mới về đến nhà các bạn ạ. Hôm nay thì chúng ta vào xem bề mặt cầu Trống Trơ đông cứng. Và tiếp tục thì mình sẽ cho triển khai đào móng, đào tức là san gạt cái phần sân phía dưới sân hạ lưu các bạn ạ. Hạ lưu, thượng lưu hôm nay sẽ giải quyết bằng máy xúc của đơn vị. Ok, xin mời tất cả các bạn cùng lên phía trên cầu cùng mình để xem là mặt cầu đổ bê tông xong sẽ như thế nào các bạn nhé. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video. Đây, hiện tại thì nhìn từ phía trên cầu này xuống thì một quả mặt cầu gọi là huyền thoại đây, dày 50 phân, dài 20 mét, nhìn rất là bề thế và chắc chắn các bạn ạ. Các anh chị đang tháo cái phần cốt pha cạnh, chứ đáy là chưa, cây trống các thứ là vẫn giữ nguyên các bạn nhé. Tháo cái cốt pha cạnh của cái be giờ chắn bánh và cạnh của mặt cầu, nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái phần đang chờ làm cái gờ chắn bánh kia thì chắc là tí nữa các anh sẽ tiếp tục là ghép cốt pha đổ cho nó xong. Cái bên đây đang tưới nước lên để bảo dưỡng. Phía dưới này thì máy đang đào sân dưới các bạn. Phía sân dưới này thì là rộng 9m các bạn. Chiều rộng 9m, bề ngang là cứ thẳng theo cái mép tường cánh. Đây, mình đang đứng ở phía sân dưới các bạn này. Hôm nay thì có A Chao với lại chú Tổng đi tháo cái cốt pha bên cạnh. Đây là phía bên trên mặt cầu các bạn ạ. Hiện tại mình đang đứng ở trên mặt cầu rồi. Tại đã đông cứng rồi, các anh đang tháo cái cốt pha bưởng gờ chắn bánh này. Ở đây thì hôm trước anh em có để cả thoát sàn và cả thoát mặt cầu và cả chân lan can bằng cái cây chuối các bạn ạ. Cái thoát sàn này chắc là phải tìm em và anh em hôm trước để thì phải tìm chỗ nào để còn đục ra nữa cơ, thì nước nó mới thông ra ngoài được. Còn chân lan can này thì khi nào mà làm thì tháo cây chuối ra thôi, cho trụ sắt xuống và đổ bê tông cứng lại. Bây giờ chắn bánh này là 25 phân, cao 25, rộng 25. Đấy, rất chắc chắn luôn. Chỉ còn một chút ở chỗ kia là thì nữa các anh ghép nốt là làm nữa là xong, hoàn thiện cái phần của đơn vị rồi. Vậy là buổi sáng hôm nay thì máy của đơn vị đã giả lại mặt bằng cũ cho kênh của dân bản rồi. Còn đào từ cái mặt móng này xuống là mặt thân nó là 30 phân các bạn nhé. Đào từ mặt xuống và hai cái chân đinh nữa. Một chân là sâu hơn 70 phân và một đinh là 45 phân. Tức là hai cái đường móng nữa. Là bên kênh sẽ, máy xúc kênh sẽ đào. Dân bản sẽ ghép cốt pha. Về kế hoạch làm thì chắc là làm từng mở một, để tiến hành mở bên này trước để
để cho nước vẫn giữ nguyên như thế, và tiếp tục là khi mà xong phần này cứng thì sẽ đắp cho luồng nước chảy qua đây và sẽ làm tiếp phần phía bên kia. Bên kia thì nó có mắc một chút đá thì nó không được sát vào cái chân móng đâu, nhưng mà nó sẽ sát vào cái đá liền khối kia. Hôm nay đơn vị thuê A Chao với chú Tổng xuống dỡ cốt pha các bạn nhé, dỡ bên cạnh thôi. Phần cây trống với lại mặt sàn là phải đủ 21 ngày mình mới cho dỡ. À? Sắt và nặng. Chiều nay tiếp tục múc phía bên trên này. Còn anh Tuyến hôm nay là chưa vào, mai mới bắt đầu vào đào móng, thì hôm nay là chở xi măng với ở bên chống tàu các bạn ạ. Hôm nay thì bên đấy sẽ triển khai là đổ, không biết là đổ đường kịp chưa, không thì chuyển xi măng và tiếp tục làm cái móng nhà của 7 người ăn sắn đấy. Bây giờ thì giao việc cho anh em hết ở bên đấy rồi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển lên trên bản các bạn ạ. Xem tình hình cầu như vậy là khá là ổn rồi. Ngày mai thì chúng ta lại tiếp tục với công việc của kênh. Anh ăn cơm nhá. Lên bản đi đây. Ok. Xin chào. Chiều anh đào luôn này thì. Vâng. Đây hiện tại mình đã lên đến chân bản trống trơ các bạn ạ. May quá hôm nay là trời nắng, xe mình một mình một ngựa lên đây. Đó. Hôm nay thì chủ đích mình thăm gia đình Anu một chút. Lâu lâu rồi không vào đây để hỏi thăm xem tình hình anh em của Anu như thế nào. Và có một chút việc trao đổi với anh trai của Anu, đó là A Giống. Hai anh em cũng hơn kém nhau 1-2 tuổi đấy. Hôm trước thì anh em cũng có gặp nhau rồi, hôm nay lên xem tình hình việc làm các thứ của em ấy như nào và thăm nhà Anu chính. Đây là một cái khung cảnh của nó cực kỳ tuyệt đẹp. Đầu xuân, sương mù ở trên những cái ngọn núi cao kìa. Nghe nói là thời tiết ngày mai ngày kia lại mưa, rất là vất vả luôn. Công trình mà gặp mưa buồn lắm. Còn phía dưới này là một ngôi nhà lắp ghép, nhìn rất là đẹp, thơ mộng ở giữa một cái khu rừng già các bạn ạ. Một mình một vương quốc ở đây luôn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến xuống dưới kia. Đây đã đến nhà Anu rồi các bạn ạ. Phong cảnh ở đằng trước phải nói là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Tầm view đẹp chưa này. Đây, một căn nhà khá là gọn gàng, sạch sẽ. Phía bên ngoài mình thấy có phơi quần áo các thứ rất là nhiều. Đây là cái chuồng gà này. Anu ơi! Nú ơi! À Giống à? Vâng. Đang làm gì đây? Em đang nhặt rau à? Lấy rau về ăn trưa. Ok, chúng ta sẽ vào thăm hai anh em một chút nha các bạn nhé. Biết là cả nhà đi đâu rồi. Đây phía dưới này thì thấy người nhà đang trồng cái cỏ voi đang mọc mầm. Đó. View của nhà này như kiểu homestay luôn. Đây. Rất đẹp luôn. Đây là phía bên trong nhà. Đây là chỗ của hai anh em ngủ đây. Hôm nọ làm cái giường là cái giường nào? Tránh chú nhà giường. Ừ. Đây à? Giường này. À, A Quỳnh làm đây à? Ờ, giường này ui to. Rộng rãi. Ờ. Hai anh em ngủ bên này à? Vâng, và anh ngủ bên này, tối nào thanh niên trên này cũng xuống ngủ cùng với cả ba bốn thằng ngủ. Ờ, ba bốn thằng ngủ đây. Ừ. Bên này là ông bà, bố mẹ. Vâng. Bố biết thổi khen à? Vâng. Ừ. Em biết thổi chứ đúng không? Em thì thổi.
Đây nhà rau ở đâu lên xem vườn rau không nào? Rau thì... có rau cải, rau gì ngon ngon không? Ơ sao rồi. Lại làm cái gì đấy hả ấy? Dạ. Sao lại đóng cái dây mây vào đấy? À đấy là bố đóng để cho nó cái dây nó cong ấy. À uốn cái cây mây à? Vâng, uốn cong. Uốn cái dây mây để làm cái gì đây nhỉ? Làm cái này này. Đâu? À. Uốn tại sao lại phải uốn? Uốn là nó em không biết được. Không biết thì bố lấy về bố cứ uốn. Chuồng trâu này trâu đâu rồi? Trâu à cũng đáng của nhà bác Tu rồi. À đi cùng với bàn của bác Tu à? Vâng. Rét phải mang về đi nhá. Một hai hôm à, mấy người đi xem một lần. À. Bếp làm ấy phết nhỉ? Còn... sạch đẹp phết đây đây. Được đấy. Phía bên này ấy ra. Quẩy được cả rau mùi cơ à? Rau mùi chỗ này tốt lắm anh ạ. Ờ nhờ. Rau cần, rau mùi. Trên này là téc nước. Đây, dưới kia lại còn có cỏ bãi rau mùi ở ngay chỗ giật cấp kìa. Xanh ngắt kìa. Đó. Chịu khó phết nhỉ. Mẹ chồng à? Bố chồng. Bố ra tù chịu khó phết nhỉ. Trên này là vườn rau. Được đấy. Su hào, bắp cải xanh ngắt này. Cái này chắc phải tỉa đi thôi. Hả? Cái bắp cải không, cái bắp cải nó phải cuốn thì mới ăn được chứ. Vâng, nhưng mà nó phải tỉa đi thôi. Nó nhũn. Không sao đâu. Nó khắc cuộn vào thành bắp này mà. Cuộn bắp vào đấy. Ngon phết nhỉ. Cây nào dày quá như cây này phải tỉa đi này. Cái giữa này phải tỉa đi. Su hào cũng to này. Cái này trồng từ cái đợt đấy không phải đúng không? Đợt sau đúng không? Vâng, đợt sau, cái này trồng đợt sau rồi. Đợt sau đúng không? Hôm trước nghỉ Tết Dương trồng. À, nghỉ Tết Dương lịch trồng á? Vâng, nghỉ Tết Dương em về mua ít giống trồng. Được đấy. Hợp khí hậu với lại cái đất mới này nhỉ, tốt nhỉ. Úi, sang bên này. À, giống sang bên này. Xem cái luống này, luống cái này chính tay anh đào đi đúng chỗ này này. Cả anh Quỳnh này. Cái này tốt, cái rau mùi này tốt lắm. Ăn từ Tết đến giờ không hết món này hay món kia ra hết rồi. Thế á? Từ Tết đến giờ không hết luống này cả, kinh nhỉ. Bảo trên bảng ai ăn thì xuống nhổ. Đấy, là một đĩa gì nhỉ? Rau luộc. Nù tí về quá à? Vâng, nù chắc đang về đến sách đứng rồi. Anh chưa ăn cơm đâu, tí nấu hay anh cái ăn mấy anh em ăn cơm. Từ cái vườn rau sạch công nhận nhìn thích thật các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Thế hôm nay là bố mẹ đi ấy à? Vâng, bố mẹ bảo đi làm. Đi làm thuê ở Hà Nội à? Vâng. Đi sáng nay mới đi à? Vâng, em bảo thôi già rồi thì bố đi thì mẹ ở nhà nhưng mà không chịu. Đi là đi cả là hai vợ chồng. Vâng, hai vợ chồng bố mẹ với lại Azer với lại à cũng hai vợ chồng Azer nữa. Vâng. Ê, rằng ăn lẩu với lại vợ lẩu. Đi làm đấy là đi làm gì em? Đi làm đổ, em mới nói bảo là đi đổ bê tông đổ cống ấy, làm à đường. Hôm nọ thấy nói chuyện rồi, tức là đi dọn dẹp vệ sinh công trường và đổ bê tông cống quá à? Vâng. Cống đường ấy đúng không? Ở tận Hà Nội à? Thế là em thì thằng Nù thì chưa có việc à? Nù chưa có, Nù bảo chưa có, Nù chắc Nù năm nay Nù ở nhà. Ở nhà. Thế còn em thì cũng chưa có việc, chưa đi làm. Vâng, em thì cũng chưa làm. Thế là bây giờ là bố mẹ đi làm
làm thuê là còn mỗi hai anh em ở nhà. Vâng. Tìm việc làm ngoài lại, nếu mà có việc thì lại đi đúng không? Vâng. Không có việc lại về. Bấp bênh. Đây hôm nay lên với A Nù, A Giống thì thăm nhà thì em ý có lên trên bản là hái được ít măng các bạn ạ. Một người chị họ cho một ít măng sặc. Đây là một cái đặc sản rất là nổi tiếng ở Yên Bái. Đây chỉ anh em mà thưởng thức đồ gọi là rau nhà, đồ rừng, canh nhà lá vườn, rau nhà lá vườn đây. Sao em lại chặt kiểu đấy? Em chặt cái này nó bóc nó dễ anh ạ. Nó chặt mình chặt như này mình. À, anh tưởng là dóc xuống chứ. Thôi. Này bóc phát này là được. Nhỉ. À, hay nhỉ. Thế lại nghĩ ra cái bài này. Anh cứ tưởng cầm dao dọc xuống. Thế nó lâu. Lâu ạ, cái này nó bé nó hay làm khó. Đây nha, cái măng sặc này mà về các bác mà om với thịt thì quá là ngon luôn. Đây là cái món đặc sản mới. Nếu mà các bác nào mà muốn thưởng thức một lần thì có thể liên hệ với kênh để mình thử bán cho bà con. Trên này người ta tiêu thụ cũng phải mang xuống thị xã bán. Mà cái măng này là măng ngon nhất trong các loại măng mà mình từng gặp. Măng ớt thì cay, nhưng măng này thì ngon, ngọt. Cái này om với thịt này, hoặc là nấu xương này, hoặc là xào tỏi này, nói chung là làm được nhiều kiểu. Thường thường em ăn ở đây thì làm kiểu gì? Em xào rồi cho cho thơm vào thơm lắm. À thế à? Vâng. Tức là xào không lên xong bắt đầu là cho gần bắc ra thì cho ít rau thơm đảo qua phát. Vâng. Có đập cái gì tỏi hay gừng hay cái gì vào không? Cái này mà cho hạt tiêu vào là nó thơm cực kỳ luôn, như nước luộc gà mông luôn ấy. Như có tiếng xe của A Nù về các bạn. Ai già, úi giời ơi, cái sự, nghe tin là anh Tú xuống đây là xách cả rượu sang đây. Măng ớt nữa, măng ớt nữa, vâng. Đấy, đúng bài rồi đấy. Mấy tuổi rồi, con mấy tuổi rồi? Con em 1 tuổi. Thằng này, đi đâu về mà không chào anh à? Em chào anh không nghe. À thế à? Em chào rồi đấy. À thế à? A Lù đi đưa ông bà đi làm à? Vâng, với lại đi mua giống quế cùng anh Bình á. À, đi mua giống quế á? Cùng anh Bình à? Được nhiều không? Dạ. Mua được nhiều không? Mua 3.000 rưỡi. 3.000 rưỡi cây à? Vâng. 3 triệu rưỡi. Vâng. Trồng ở đâu? Trồng ở trên rừng. Trên. Nó cơ lên. Anh cứ lên à? Ừ, anh cứ lên đây. Lâu lâu không lên đây hỏi thăm anh em tí. Xào rau, A Lù ơi. Vâng. Đấy, nó đang luộc măng rồi, đang xào măng mà. Xào à? Giống? Vâng. Vâng. Thì cho một ít nước đúng không? Vâng. À, trên kia là mình thấy có một cái mới, đó là có một cái bếp ga mới các bạn ạ. Là thế nào? Hai anh em đi làm lấy tiền mới mua à? Vâng, đi làm cả nam được cái bếp ga thôi. Bếp ga. Vừa mua mới đấy chứ đúng không? Vâng. Tết à? Vâng, cái lúc vừa mua lúc Tết. À, đây các bạn nhé. Một cái bếp mới mua vào cái dịp trước Tết các bạn ạ. Đấy, rau sạch. Bếp ga mới.
nhưng mà mái già hơi rột. Vừa to xuống đúng bếp gà để tong tong nồi keng như đấy. Ăn ngủ đi đâu về đấy? Em đi lại một ít thịt cắp bếp trên nhà anh Bình về. À, đâu xem nào, xem nào, xem nào. Đây, chắc là anh Bình anh ấy biết là Tú đến nhà chơi, gia đình nhà ngủ không có gì ăn nên là Bình cắt cho một miếng thịt cắp bếp, thịt mỡ các bạn ạ. Mỡ, thịt mỡ người Mông, à lợn Mông. Ngon đấy. Mỡ nha, mỡ tinh mỡ luôn nhưng mà ăn rất là ngon các bạn ạ. Đấy. Hai anh em Lù mà thì đãi anh Tú măng đặc sản. A Bình lại tiếp cho một miếng thịt béo. A L là một túm măng ớt. Đấy. Toàn đặc sản đấy, cái gì nữa. Đây các bạn, măng gần chín thì giống như cho cái rau mùi cả. Cho thơm. Rau trên lửa kìa, có ăn nổ rồi. Mày đặt tê ra. Đảo qua qua vớt ra được rồi. Vớt ra được rồi đấy. Lâu phết rồi. Màu gì không kìa. Màu trái cây rồi. Không, chứ không có thừa tàng hay có thừa. Rồi đấy. Có. Rau rồi. Đĩa cơ. Đây hôm nay nhà có khách A Tú vào thì anh em chuẩn bị là ngồi gọi tiệc ngoài trời. Có một cái không gian mà nó cực kỳ là tuyệt vời nên mình rất là thích ngồi cái chỗ này luôn. Đấy, ăn tiệc ngoài trời lần đầu tiên ở trên nhà A Nù. Các bạn ạ, bộ bàn ghế này cũng được các Mạnh Thường Quân tặng này. Bây giờ là mang ra từ bàn ghế uống nước ra đây ngồi ăn cơm. Mọi khi thì A Nù vẫn ăn cơm ở trong nhà này thôi nhưng mà ở trong này nó không được đẹp. Cũng sạch đẹp thôi nhưng mà ở ngoài cái cảm giác ngồi ngoài nó vẫn thích hơn. Đó, view này đẹp chưa này. Được chưa? Xong chưa giống ơi? Alo ơi. Vâng. Đây. Rau, măng luộc, măng xào, thịt đã chỉ xào rau cải, măng ớt, ớt nướng, đấy, okay. Ngon tuyệt vời luôn. Cầu ở dưới kia các bạn nhé, không biết là các bạn có nhìn thấy không? Ở đây thì không nhìn, à có đấy, nhìn thấy đấy nhỉ? Thấy. Thấy cái cầu đấy đúng không? Thấy mà bị bế. Ừ. Kia các bạn kìa, thấy cái đoạn cầu đúng, đúng đầu ngón tay mình chỉ ấy. Đúng chỗ đây luôn. Ở đây nhìn không rõ mấy. Nào, lâu không gặp anh em, làm tí rượu thăm nhà thế nào. Thơm thế. Lâu anh Tú không vào đây rồi nhỉ. Ừ, lâu rồi. Toàn làm cầu thì gặp nhau nhưng mà để lên nhà thì hơi lâu. Bên này rượu thì mát. Bây giờ có cả đĩa rau bằng bắp cải. Được, được đấy. Ra đi, cầm bát cho con với. Nó mó rồi.
Đây, theo dõi trên video đợt trước làm nhà Anu này thì các bạn ít thấy nhân vật A Giống. Giống thì ca sĩ A Giống thì ít gặp nhỉ. Mỗi hôm trước lên vào giao lưu ở trong suối thì các bạn mới thấy thì A Giống là mới đi làm thuê về cuối năm. Sang đầu năm thì cũng chưa có việc làm, thì hôm nay mình vào chơi giao lưu với anh em, cũng có bàn tí công việc, tí nữa nói sau nhé. Làm chén cảm ơn anh em tiếp đón toàn đặc sản nhé. Tú vào chơi không có gì. Cảm ơn em. Thưởng thức đi. Làm Tú dùng nhé, anh cho em nhé. Dùng đi. Anh ăn nhé. Rồi, mời tất cả mọi người nhá, thưởng thức. Mời mọi người ăn măng măng sạch. Măng sạch. Sạch lợi. Alo, có ai đi ấy không? Hái không? Dạ. Có ai đi hái măng không? Nhà em không có rồi. À thế à? Mà có một tí. Một tí để ăn đúng không? Vừa mới trồng được năm nay là 3 năm nhưng mà nó không chưa có nhiều. À. Vâng. Thế nhà Nù bên Giống có không? Nhà em có một tí bên này. À, cũng đến mùa đấy nhỉ? Vâng. Thì thoảng hái về bán về ăn đúng không? Vâng. Thế là lịch trình đi làm của A Lù thì là đi làm ở đâu? Em á? Ừ. Em thì hay chắc ở nhà lấy vợ? Đi làm ở nhà quá. À thế à? Vâng. Ừ. Cũng chưa có công việc, còn năm ngoái đi làm cái gì nhỉ? Em... Sơn à? Vâng. Tưởng đi sang Nga rồi. Thế là vụ sang Nga là không quyết định đi đâu gì? Vâng. Thôi cái đấy là tùy em thôi. Vâng. Ở nhà thì nó đi làm cũng là em đi làm, đi sơn, đi xiếc, đi xây các thứ ở dưới Hà Nội thì cũng có việc. Ở trên này thì cũng ít việc, nhưng mà sang đấy thì nó cũng 50-50, anh chả biết đường nào mà nói, chả biết đường nào tư vấn, đấy là tùy vào em thôi. Thế còn A Giống thì công việc cuối năm thì làm gì, năm ngoái là làm gì? Em là công nhân mỏ anh ạ. À, đi đào ở trong mỏ than à? Vâng. Thế năm nay là không đi nữa à? Nhưng mà vất vả quá, em đang tính. À, đang tính là đi làm ngoài đúng không? Vâng. Xây xiếc cốt pha các thứ ở dưới Hà Nội đúng không? Vâng. Ừ. Hôm nay thì thôi làm tí nữa xong là bắt đầu nói. Phải hai tí nói cho nó mạnh bạo rồi. Ở nhà thì cái nương dẫy xong là ở nhà lấy vợ nhẹ trao này thôi. lại bế như thằng này này. Năm nay là mười mấy nhỉ? Được hai mấy tuổi rồi? Em à? Ừ, em ấy. Năm nay em được 20 rồi anh ạ. 20? Ừ. Alo, 19 à? Vâng, tháng 8 là em được 19. À, tháng 8 mới được 19 tuổi đúng không? Ừ. Hôm nay thì có hai anh em mà thì cũng chưa có việc làm. Hôm nay anh vào, thứ nhất là thăm gia đình. Vâng. Thứ hai là anh cũng muốn là có một em đi cùng để... máy quay các thứ cho anh ấy, còn lọ gọi là phụ cho anh. Camera. Ờ, thì có một thằng em rồi nhưng mà nó học 12 thì cho nó làm ở nhà thôi, nó làm ở nhà. Còn việc đi bản đi làng này cần phải có một người phụ, không một anh vất vả quá. Team bên kia thì có anh có em nhưng anh thì toàn đi một mình ấy, nhiều lúc nó hơi vất vả nên là Giống mà nó đi làm được thì anh sẽ tạo điều kiện là đi cùng anh. Đấy, đi làm cùng anh, nếu mà làm được thì đi cùng anh bớt chút thời gian. Vâng, nếu thế thì nếu anh đã tạo điều kiện thì em cũng cảm ơn, mà em cũng muốn đi đấy. Rồi, ok, muốn đi đúng không? Vâng. Thế thì thế thì sẵn sàng nhá, toàn đi bản thôi. Vâng. Đi làm cùng anh thì đi này đi nọ thích lắm. Toàn đấy, em cũng có cũng tư tưởng cũng camera thì cũng đam mê ấy. À, cũng đam mê về quay phim à? Làm về đam mê. Ừ. Cũng thích đúng không? Cũng vâng. Thích cái việc của bọn anh làm đúng không? Vâng. Thích cái việc mà hành trình đây đó rồi camera quay phim đúng không? Vâng. Ok. Thế bây giờ thì chốt là
đi cùng anh nhá. Anh sẽ kết nạp thêm vào một thành viên mới, đó là A Giống các bạn ạ. Đấy. Vâng, vào team gái bản. Chúc mừng. Nào. Xin được chúc mừng A Giống. Ui hết nhanh thế. Đây này em vui quá. Một chén này là chén chúc mừng về đội của anh. Rồi, cố gắng nhá. Giống nhá. Phải chịu khó đấy, đi cùng anh là vất vả lắm em ạ, không sướng gì đâu. Suốt ngày lăn lộn nay đây mai đó rồi, về muộn, đi sớm. Vất vả phết đấy. À. Nhưng mà chắc là đỡ hơn là chui vào mỏ than. Người cố gắng, anh thì có việc thì cũng muốn là có người đồng hành thì cố gắng, vâng. Chịu khó. Không, tạo hâu. Hâu à? Uống rượu rồi. Không, nó thích uống canh. Uống canh à? Uống nước. Ăn đi em, cho em ăn đi. Anh cứ ăn đi nhá. Ăn đi. Bây giờ thì các bạn, như các bạn biết đi, thì thường thường mình toàn đi một mình ra, nhiều lúc cũng khá là khó khăn, đường xá rồi xe cộ rồi đêm hôm, nói chung là cũng vất vả, nên là cũng muốn có người đồng hành thì cũng rất là may mắn. Là hai anh em quen, hai anh em ăn ù thì cũng chưa có công ăn việc làm ổn định, vợ con thì cũng chưa có, vẫn là thanh niên lông bông, nên là kết nạp về đội của team. Thì từ giờ đi là có một thêm một thành viên mới nữa. Hiện tại bây giờ là cả em ở nhà, tức là bây giờ là 7 rồi. Em là người thứ 7 rồi. 7 anh em đấy, không phải ít đâu. 7 anh em siêu nhân. 7 anh em siêu nhân đi khắp bản làng. Ok, nào, chén đi. Vâng, anh này, giống em. Mỗi người à, mỗi người một vài chè, một hai chén rượu thôi các bạn. Mấy thì đây giao lưu với anh em thì nên ăn bữa cơm thân mật vui vẻ đầu năm các bạn. Hôm nay không không uống rượu chè nhiều. Ăn cơm anh em nhé. Thôi. Ok các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay thì mình đã lên thăm lại gia đình Anu, cũng thấy nhà cửa và tất cả mọi cái đều rất là ổn. Và hôm nay thì cũng rất là nhân duyên là anh em An Ủ và A Giống cũng chưa có việc làm, thì mình cũng lên liên hệ. Thì A Giống đã quyết định là sẽ là một thành viên mới trong kênh Gái Bản. Thì cũng rất là mong các bạn theo dõi và ủng hộ anh em tiếp tục trên bước trên con đường thiện nguyện. Và những video sắp tới sẽ có sự đồng hành thêm một nhân vật nữa, đó là A Giống các bạn nhé. Chính thức hôm nay sẽ là một thành viên mới nhá, cố gắng em nhá. Vâng, rồi cố gắng. Ok. Vâng, chào mọi người nhá. Có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái tập phim tiếp theo. Ngày mai tiếp tục sẽ đào móng sân cầu chống trơ. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập phim ngày mai. Mùi chế. Xin chào.